Hello, mình nhà Lan xin kính chào quý cô chú anh chị em nha. Bữa nay Lan đi Tractor Supply là cái chỗ mà Lan thường hay mua thức ăn cho gà với lại mua bán gà con này kia đó. Hồi nãy phía trong kia thì nó không có cho quay. Nhưng mà ngoài outdoor này có lẽ là quay được nè, nên Lan quay nè. Đây, họ bán mấy cái chậu. Chậu chậu này để thường thì người ta cho làm cho ngựa uống. Đó, mấy cái thùng bự này là nhưng mà Việt Nam mình hay mua về để trồng sen súng này kia đó. Chậu bự dễ sợ, dày lắm. Hai vợ chồng định mua cái bự này nè để ổng ép cá coi bán. Ở đây thì họ bán rất là nhiều những cái đồ outdoor với lại những cái đồ dành cho nông trại này kia đó, chùa, cây, mấy cái chỗ mà cho ngựa ăn, rồi mấy cái thao, mấy cái hàng rào, mấy này kia đủ hết á. Ở đây cây cối này kia nè, những cái cây để mình làm những cái đồ mà outdoor đó. Đây cái, wow, cái này nè, cái này để cho ngựa ăn chắc đúng rồi, để cho ngựa ăn. Đây nè, nãy Lan đi qua chỗ này thì Lan thấy mấy cái này là để mấy cái chuồng. À, mình có thể mình làm chuồng gà bằng cái này. Này là 1.400 lần đó. À, cái này cũng là chuồng gà. Cái này thì giá nó là 1.100. Chuồng gà luôn 699. Mấy cái này chắc ha. Chắc á. Hồi xưa đang tính mua cái chuồng gà này nè, 599, lúc đó nó bán sale có 299 nè. Rất là tiện luôn á. Mở cửa ra. Mình đi vô đây, mình phía trong mình dọn dẹp, mình clean up hay là mình làm gì cũng được. Trời ơi, thấy thương không? Hơi cửa. Wow. Này, mẹ bên đây nè, mấy hộp này để cho gà nó đẻ nè. Rồi tối nó đứng đây nó ngủ. Cái này là mình clean up nè, mình kéo nó ra để mình clean up mấy cái phân rồi này kia. Thật ra đóng một cái nhà như vậy rất là công phu, bên kia có cái cửa sổ cũng có cỡ kéo ra được, mà chuồng gà nó càng thoáng thì nó càng đỡ hôi. Wow, tại vì vật giá leo thang nên giá bây giờ nó là 599 chứ lúc trước nó khoảng 300 400. Cái này là cái chuồng gà nhỏ, chuồng này chắc ra được hai con, có cái lỗ để nó thở. Dễ thương quá, so cute. À, cái này đúng rồi, hai con để hai con đẻ. Ở trên này là có mấy cái này để nó đứng lên nó chơi. À, này dở ra lấy trứng trong cái nhà. Kêu à, cái này có một con chắc.